Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đàn, có thể là tôi sẽ đàn bốn câu vọng cổ Di Đà Di Đào và cái đàn sến, câu 1, 2, câu 5, 6. Nếu nó suông thì tôi đàn hết bốn câu, còn nó không suông tôi đàn hai câu tôi dừng. Bởi vì tôi ít đàn sến, ít đàn sến. Cũng nhiều anh em yêu cầu đàn cái đàn sến để các anh em mình có thể dựa vào đó mình học ra. Thì thôi tôi cũng liều, tôi đàn đại thôi. Thì cái đàn sến thì trong nhạc lễ thì gọi là xì u, nhưng mà trong cải lương tài tử mình lấy cách lấy dây là sàng liêu á. Bây giờ tôi sẽ đàn vọng cổ cái dây đào ha, đàn ít chữ, đàn theo các chữ tôi đã biết được, như tôi đàn nhiều, nhưng mà giờ biểu tôi đàn nhiều chữ tôi cũng không biết đâu để đàn cả. Các bạn thông cảm ha. Thank you.
Bữa nay cũng hên tôi đàn được hết 4 câu. Thì thôi dù sao nó cũng là cái tài liệu, nó không hay nhưng nó có để các bạn có thể dựa vào đó là mình tập phát triển ngày càng cao hơn. Thì chúc cho các bạn yêu thích cái đàn sến là ngày càng là đàn hay hơn nữa. Xin tạm biệt. Thank you.